Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại trường đua Đại Nam để tham dự một sự kiện lái thử do VinFast tổ chức. Và sau lưng tôi đây là chiếc VinFast Y, chiếc xe bán tải chạy điện đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc xe này nó có những cái gì mà các bạn thấy ở đây? Toàn bộ mọi người đến sự kiện của VinFast đều tập trung vào chiếc xe này thì nó quá lạ mắt các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bán tải chạy điện thì nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt đây là chiếc xe do Việt Nam sản xuất các bạn. Chúng ta sẽ có một cái phần đầu đặc trưng của xe điện, nó sẽ không có những cái lưới tản nhiệt, không có khe hút gió đâu. À, mình lưu ý với các bạn, đây là chiếc xe thuộc bản concept thôi các bạn. Concept có nghĩa là một cái phiên bản tiền sản xuất. Nó sẽ là những cái đường nét thiết kế như thế này để cho mọi người xem trước, hình dung trước, xem thử là chiếc xe này sau này bản thương mại nó sẽ có những cái gì. Từ ở đây mình thấy bản concept ở đây là một chiếc xe nó cũng không quá lập dị đâu các bạn, nó cũng gần giống như là bản thương mại rồi. Và mình rất là hy vọng chiếc xe này, những cái phiên bản thương mại của nó sẽ cũng có những cái kiểu thiết kế như thế này. Và bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu ngoại thất trước và nội thất sau. Chiếc xe này ở sự kiện thì mọi người thấy là nó sẽ có một cái đường quay ở đây thì mình sẽ không có đụng chạm và không có trải nghiệm đâu, bởi vì là xe concept mà. Rồi, phần đầu của xe chúng ta sẽ có một cái đường đèn định vị chạy dọc hết thân xe. Và đây là đèn chiếu sáng các bạn, đèn chiếu sáng nó làm rất là nhỏ ha. Logo của VinFast được đặt ở phía trước. Chúng ta sẽ có đặc trưng của xe điện là sẽ không có những cái lưới tản nhiệt hay là khe hút gió đâu, mà phần đầu nó sẽ kín luôn. Khi mà mình đứng ở đây thì mình thấy cái xe này, nếu mà phần nắp capo á, nó phải tới ngực của mình là này, ngực của mình rất là cao đúng không? VinFast hiện tại thì chưa có công bố về cái chiều cao của chiếc xe này, nhưng cái chiều dài tổng thể của chiếc xe này nó là 5m324 và chiều rộng của nó là 1997mm các bạn, là 1m997 đó. Thì so với những chiếc xe bán tải hiện tại trên thị trường thì ví dụ như chiếc Ford Ranger RAV4 thì cái kích thước của Y nó sẽ nhỏ hơn xíu thôi, vài chục mm thôi, vài chục mm nó rất là gì nè. Nhưng mà so với chiếc Y-Track thì nó kích thước nó rộng hơn nhiều ha. Ở phía bên dưới gầm thì mình thấy là nó sẽ có hai cái phần móc kéo rất là quen thuộc của những chiếc xe bán tải. Móc kéo đây sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ trong việc lái xe, kéo xe. Hệ thống treo phía trước là hệ thống treo tay đòn kép, và hệ thống treo phía sau sẽ là hệ thống treo đa liên kết. Ở cái góc này các bạn sẽ thấy là ở trên thân xe nó sẽ có hai cái đường gân dập nổi. Một cái đường gân sẽ kéo dài từ phần đèn trước đến trục sau của chiếc xe, và một cái đường gân thứ hai sẽ kéo dài ngay phía bên dưới gương chiếu hậu đến phần thùng sau. Gương chiếu hậu trên chiếc Y là gương chiếu hậu dạng kỹ thuật số các bạn, có nghĩa là nó không phải có mặt gương truyền thống mà thay vào đó là sẽ là hệ thống camera. Và sẽ có thêm hai cái màn hình được đặt ở trong phía cột A để chúng ta có thể quan sát. Thì đây là xu hướng tương lai đây các bạn, những dòng xe điện bây giờ đang sử dụng camera kỹ thuật số rất rất là nhiều. Bản concept này thì mình thấy sẽ có một cái bệ bước chân cố định bằng, đây là chắc là nhựa thôi, chắc chắn là nhựa rồi. Rồi, về phần mâm thì chiếc xe này đang được trang bị cái bộ mâm là 22 inch và nó kín toàn bộ luôn các bạn. Kín mít toàn bộ, không có bất kỳ một cái khe hở nào. Đi kèm với nó là lốp 305R22 và đây là bộ lốp AT nha các bạn. Có thể nói đây là chiếc xe bán tải tầm trung thứ hai trên thị trường trang bị bộ lốp AT này. Bộ lốp AT chỉ có trên chiếc Ford Ranger Raptor thôi. Và đây, nếu mà các bạn nhìn ở góc này, theo cảm nhận của cá nhân mình thì cái xe này hiện tại bán tải nhưng mà nó khá là trường xe nha, kích thước nó dài. Và mình nghĩ nếu mà bản thương mại được sản xuất thì cái phần đuôi xe ở phía sau này nó sẽ được làm ngắn lại một chút xíu thôi, khoảng cỡ một gang tay. Bánh xe trục cơ sở sẽ được thu ngắn lại một xíu, thì cái tỷ lệ thiết kế của chiếc xe này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và nó sẽ dành cho xe thương mại để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần thùng sau. Thùng sau thì gây ấn tượng là cái chi tiết này đây các bạn. Đây là cái chi tiết mà các bạn wow trên chiếc xe Ford Ranger thì ở trên chiếc VinFast Y chúng ta có. Có nghĩa là đây là một cái khu vực nó được làm hóc hỏm ở phía trong, thì khi mà chúng ta chất hàng, khi mà chúng ta bước vào trong á, bước chân lên đây và đi vào thùng hàng thì nó rất là dễ dàng luôn đúng không? Đó, một cái chi tiết có thể nói là rất là trend hiện tại của bán tải. Phần đuôi thì nó sẽ được làm gấp khúc như thế này. Nó gấp khúc như thế này, nó tạo hình 3D. Một dải đèn định vị được kéo dài xuyên suốt phần thùng này. Đó.
đèn hậu của VinFast, logo VinFast được đặt ở đây, wire sơn đen được tính ở đây. Và cái thùng hàng này cũng là một cái thùng hàng hiện tại đang dài nhất phân khúc theo công bố của bản concept là 2438. Và ấn tượng hơn là hàng ghế phía sau đó, các bạn có thể gặp cái phần cái tựa lưng của hàng ghế phía sau nó liên kết với thùng hàng á, gặp phẳng lại để tăng thêm dung tích cho cái khoang thùng hàng này luôn. Và cái khoang thùng hàng này, bản concept ở trong thì mình thấy phần lót sàn nó đang được phủ một cái vật liệu giống như là cao su, các bạn trang bị sẵn một lớp cái phần phủ cao su rất là dày đúng không, để chúng ta có thể chở đồ nó không bị xước thùng xe. Và cái thùng xe này chắc chắn rồi, nếu mà cái xe điện này được sản xuất thương mại với thùng xe này á, là chở được cả xe máy nha các bạn. Hai chiếc xe máy đặt ngay ngắn thẳng hàng ở đây và có thể đóng cái nắp này lại luôn. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp về phần ấn tượng nhất mà mọi người sẽ đứng ở đây để ngắm nhìn chiếc xe này, đó chính là nội thất. Wow, các bạn có nghĩ rằng đây là nội thất của một chiếc xe bán tải không các bạn? Xe bán tải thường là sẽ bị nói là nội thất không được làm, nó không sang, nó không hiện đại, nó không đẹp. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phần cửa là cửa suicide door, một cái phần cửa mà các bạn sẽ thấy đặc trưng của xe Rolls Royce là cửa mở ngược ra phía sau, rất là đẹp đúng không? Và cái kiểu mở cửa này nó sẽ giúp cho cái cảm giác cái khoang nội thất nó cực kỳ là rộng rãi luôn. Trên tấm bi cửa ở đây thì mình thấy là chúng ta sẽ có những cái vật liệu nè, đây là da thật nha các bạn, cái vân này là da thật nè. Ở đây là anh Canara này, và đi theo nó là những cái đường chỉ khâu tông sệt tông với lại nội thất luôn. Màu này là màu xám và chúng ta sẽ có một màu nâu, nâu cà phê sữa đó, mà nâu cà phê là sữa nè. Và đây là khu vực được sơn vàng đồng nè. Và các bạn có biết gì không, VinFast họ có cái phối màu đen vàng đồng á, rất là đẹp luôn. Chúng ta đã thấy trên chiếc xe VinFast Resident rồi, và chúng ta thấy trên chiếc xe VinFast V7 phiên bản rồng rồi, thì cái phối màu vàng đồng và đen của VinFast nó rất là đẹp. Cái khu vực này các bạn sẽ thấp camera xuống, chúng ta sẽ có một cái khe ở đây nè, một cái tấm ở đây và khe ở đây thì chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ đúng không. Và các bạn hãy nhìn cái phần trần xe đi. Wow, mình chưa bao giờ thấy một cái trần xe nào mà nó ấn tượng nó như vậy các bạn. Một cái phần mui xe panorama và cái kính ở phía trước nó liền một tấm kính rất là to cho đến tận hàng ghế thứ nhất luôn các bạn. Một cái phần kính cực kỳ rộng rãi luôn. Ở phía sau thì có hai cái phần kính được tách rời ra. Đây là kính nhìn nó sẽ rất là đẹp, nhưng xe thương mại thì mình nghĩ nó sẽ khác đi một tí, nó sẽ có phần khung nhiều hơn. Bởi vì xe thương mại mà kính cỡ này thì dán phim cách nhiệt là rốn rất là nhiều tiền đúng không? Rồi chúng ta nhìn phần gương kìa, được đính riêng biệt ở trên phần kính trước. Cảm quan về cái phần nội thất này là một cái phần nội thất cực kỳ tương lai luôn. Đây các bạn sẽ thấy, nãy mình đã nói về cái phần gương chiếu hậu, đây là gương chiếu hậu kỹ thuật số, nó được đính hai cái camera hai bên và hình ảnh nó sẽ được chiếu trên hai cái màn hình nhỏ đặt ở ngay cột A đó. Vô lăng là vô lăng dạng đi cách hai đầu, có sẽ là xe dẹp này, vô lăng hai chấu thôi. Và ở trên vô lăng thì thấy có logo của VinFast này, tấm ốp nhựa nè, và những cái chi tiết ở trên vô lăng á, chúng ta sẽ có là nhựa sơn vàng đồng, nhựa đen bóng, còn cái phần da ở ngoài là da tổng hợp và có đi những cái đường chỉ khâu màu nâu. Còn về cái phần ghế trên chiếc xe này thì mình thấy hiện tại bản concept dường như là nó sẽ chỉ có 4 ghế thôi các bạn. Ở ghế ở phía sau thì ở phần giữa là dành cho bệ thì tay, có một cái G. Lạy chuyển số là lạy chuyển số điện tử và dạng lạy như thế này, một cái lạy chuyển số thiết kế rất là trend. Ở phía sau bán tải mà chúng ta sẽ có hai cái màn hình dành cho hàng ghế phía sau luôn các bạn. Và ở phía trong này sẽ có một cái màn hình trung tâm rất là đặc trưng của VinFast, sẽ điều khiển hết toàn bộ những cái hệ thống của xe. Ở phía bên dưới là chỉ có hai cái núm xoay để điều khiển điều hòa thôi. Hiện tại thì mình thấy đang hiển thị độ F các bạn. Độ F là một cái đơn vị dành cho những cái nước giống như Mỹ. Chúng ta sẽ dừng độ F bởi vì chiếc xe này nó ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2024, mới đầu năm nay thôi, tại triển lãm CES ở Mỹ. Phía trước màn hình chúng ta sẽ mình thấy là không có màn hình, mà thay vào đó nó sẽ là một cái thanh nhựa để hiển thị những cái thông tin giống như là gài số nè, rồi những cái thông tin khác về tốc độ. Lúc nãy mình thấy chiếc xe này đang hiển thị cái mức pin là 93% và cái range đi được là 253 cây số. Đó là những cái thông tin mà mình sẽ cảm nhận ở đây. Các bạn thấy cái bàn đạp của ga và bàn đạp chân thắng của chiếc Y này không? Rất là ấn tượng, màu đen và được đính thêm những cái chi tiết vàng đồng. Còn hai cái bản lề cửa này thì chắc chắn chỉ có trên xe concept thôi. Và cái chốt mở cửa của chiếc xe này sẽ được đính ở phía bên dưới, thay vì là một cái cục B và chúng ta gài vào đó. Phần sàn cũng có những cái chi tiết sọc mạ vàng đồng luôn. Wow, rất là đẹp ha. Cái xe này thật sự là nhìn vào cái nội thất này rất là ấn tượng luôn. Ở trên tấm bi cửa này các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái họa tiết. Đây là cái họa tiết mà
mô phỏng về những cái địa hình đó, những cái gọi là núi rừng, những cái độ cao về núi đó, địa hình ở đây, thì chiếc VinFast Wave Wide, ngay từ cái tên thì chúng ta đã có thể hiểu được cái ý tưởng của VinFast, đó chính là hướng đến một chiếc xe hướng đến thiên nhiên, về môi trường xanh, về môi trường sống, và đó cũng chính là tiêu chí của VinFast trong thời buổi hiện nay. Đây, thiếu một chút xíu nữa, phần nắp capo ở phía trên chúng ta sẽ có một cái gờ nhựa, nó sẽ khác màu. Chiếc xe này concept thì nó sẽ có màu là màu xám và đi kèm với cái chi tiết nhựa màu đen, nhìn rất là men và rất là đàn ông, và đặc biệt là màu này là màu trend nha các bạn, màu đang trend luôn. Thì đây là một vòng mình chỉ review những gì mình thấy của chiếc VinFast Wide này thôi. Thì các bạn thấy chiếc VinFast Wide này nó có đẹp không? Nếu mà các bạn thấy nó như thế nào thì để lại comment ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.